Còn điều gì khác nữa? Thôi biết bài rồi. Biết bài rồi. Thế là phải phải hỏi câu là à phải học được một tí từ khóa nào còn gì khác nữa không? Câu này quan trọng đấy, câu này là cực kỳ là quan trọng luôn, nó là một trong những câu nói mà nó sẽ khai phá sức mạnh của những người khác, khai phá những cái nội tâm người khác. Và đây là một trong những cái mà rất là thú vị khi mà người ta gọi là khi mà mình với mục tiêu của mình chỉ đặt cần đạt là à đạt là xây dựng thương hiệu cá nhân thôi. Nhưng mà với cái chia sẻ của mình thì mình có thể add value thêm, tức là mình chia sẻ thêm những cái điều mà khách hàng đang cần. Để những cái điều kia có phải là em những cái điều em đang cần không? Đúng rồi, Ừ, nó phải là nhưng cần, mà nó phải là cần gấp không? không không có gì gấp cả. Nhưng mà nó phải là cái keyword mà để em phải là chỉnh sửa ngay ngay từ bây giờ không? Đúng, nó cần thiết. Nó vẫn là ưu tiên mà, đúng không? Nên là khi mà mình gọi là giống như là khi mà mình đã chia sẻ cho khách hàng rồi ấy, khi mình chia sẻ giá trị cho khách hàng rồi về sản phẩm của mình rồi về mọi thứ rồi, nhưng mà nó thật sự là nó vẫn chưa ok đâu. Khách hàng nó gọi là à ngày hôm nay nó đến với tao nó chỉ chia sẻ tao về cái này thôi, nên là nó chỉ đạt đến mức gọi là ok được thôi, nhưng mình phải chân thành phục vụ khách hàng đến mức độ là gì, phải cho khách hàng trải nghiệm wow tuyệt vời. Đến với tôi ấy, nó không chỉ về về những cái điều đấy, đến gọi là ví dụ nhé, để thang đến 10 ấy, thì phải là ngày hôm nay em chỉ đạt anh với em nói chuyện về thương hiệu cá nhân, anh chỉ muốn là em chỉ nghe về thương hiệu cá nhân nó chỉ đạt đến 10 thôi, nếu em nghe gọi là em hiểu hiểu thì em đạt đến 10 thôi. Nhưng không, chân thành phục vụ khách hàng là gì, giúp cho khách hàng hiểu ra nhiều thứ hơn nữa so với việc là ngày hôm nay chỉ học về xây thương hiệu cá nhân. Thực ra xây thương hiệu cá nhân đó là gọi là sơ khai thôi, chứ chưa phải là bài bản. Đang nếu mà muốn bài bản nữa thì nó là những cái chương trình thêm, nhưng mà bởi vì là trong một câu chuyện thì mình không thể nói hết được tất cả mọi thứ được, đúng không? Với lại ngày hôm nay là anh em mình khởi đầu nên là nhiều khi thì cũng chưa anh chưa hiểu hiểu về em như nào, mọi thứ mong muốn làm sao, thì cái đó thì qua những buổi sau thì có thể là nếu mà cần thì chia sẻ cho anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn nhiều. Thì tất nhiên là với điểm 10 của mình là mới chỉ gọi đạt thôi, còn chân thành phục vụ khách hàng là phải gì, phải trải, cho giúp giúp khách hàng trải nghiệm wow, có những thứ mà khách hàng còn không biết nữa mà mình giúp cho khách hàng wow tuyệt vời xuất sắc, thì lúc đấy khách hàng mới gọi là trải nghiệm là thật sự là tuyệt vời, mình cảm thấy là number one và mình sẽ là follow 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 cái người đấy, vì người đấy là cái người mà so với tất cả nhiều người khác là giúp cho mình là wow chứ không phải là đạt. Ở ngoài kia thì rất là nhiều người đạt rồi, người ta chia sẻ cho mình à ngày tôi chia sẻ với anh tôi chỉ chia sẻ vậy thôi, còn những cái khác là không bao giờ luôn, nên là mình không có trải nghiệm gọi tuyệt vời. Ừ, hiểu không, hiểu anh không? Nên là mình đó đó có phải là ngày hôm nay là không phải chỉ vì là xây thương hiệu cá nhân mà em có thể học rất là nhiều thứ, mà anh chia sẻ với em để làm sao mà với góc nhìn thực tế nhé, em có thể nhìn luôn được câu chuyện đấy luôn và thậm chí là em áp dụng thực tế luôn, anh có thể nói thẳng thắn luôn cho em để em nhìn nhận được luôn cái vấn đề này luôn, bởi vì nhiều khi ngày xưa em học rồi nhưng mà em chưa vận dụng thôi. Nhưng mà ok thì bây giờ là anh chia sẻ, anh có thể vận dụng lại cho em để em sau có góc nhìn cụ thể hơn, chính xác hơn và nó thực tế hơn so với việc là mình dạy lý thuyết. Lý thuyết là phải có cái minh chứng, người ta gọi là phải có minh chứng ấy. Giống như trước khi anh chia sẻ em về xây dựng hiệu cá nhân thì anh phải có dẫn chứng cho em, anh phải có được cái hành trình của anh mọi thứ, anh phải có dẫn chứng thì em mới có thể tin được. Còn nếu mà anh không sâu hay như nào đấy thì chắc chắn là chia sẻ gọi là cũng tầm phào tám chuyện với nhau thôi, nó cũng không mang giá trị gì lớn cả. Thì tất nhiên là mình phải có dẫn chứng như vậy thì khách hàng là ok number one, đúng không? Ok. Cái giá trị kèm theo. Ừ. Thôi mình cũng đừng có cầu kỳ quá, bởi vì ngày xưa anh hay, hay giống em á, ngày xưa anh hay học học cũng đọc rất là nhiều sách ấy, nhưng nhiều khi ấy, mình bị gọi là bị cứng quá, bị khô quá, tức là bị khô quá, mình không có sự uyển chuyển, tức là mình cứ phang theo cái kiểu sách nói như nào mình nói như vậy thôi. Nhiều khi mình à từ rồi từ từ mình là như thế này 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 này, này. Dập khuôn ấy. Nhưng mà nó sẽ không mang lại cái điều gọi là thoải mái tự tự nhiên, nên mình cứ welcome thôi, hay cứ đón nhận với những cái gì mình có, nó không quan trọng đâu. Khi em có một cái sự gọi là ham học hỏi, một sự gọi là mong muốn phát triển bản thân mình nhiều hơn thì em sẽ kết nối được rất là nhiều người anh chị khác giỏi hơn anh, rất là nhiều người để làm sao có thể chia sẻ một góc nhìn mới. Nói chung anh cũng chỉ là một người có thể giúp em một cái cạnh nào đấy thôi, chứ không thể được, không thể chia sẻ hết được. Trên hành trình chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người mà.
Nhưng anh rất là vui khi mà được kết nối với Lan Anh, bởi vì là một trong những người mà anh thấy vô cùng là năng lượng luôn, không chỉ là về phong cách làm việc, và nói chung là nó cũng có sự kỷ luật ở đấy. Và thật sự là cái cảm nhận của anh ấy, khi mà anh kết bạn với em ấy, anh cũng khá là thú vị, anh cũng không hiểu tại sao, nhưng mà với một cô gái như này ấy, đầu tiên là anh xem profile ấy, thì anh cũng lướt qua một xíu xíu thôi, anh cũng kén chọn kết bạn lắm, nhưng mà nhiều khi anh cũng lướt lướt trên xem như nào là anh biết kết bạn, thì anh thấy một cô gái cực kỳ là vui, cực kỳ là năng động, cực kỳ là kiểu dạng là rất là welcome mọi người ấy. Anh thậm chí anh còn đọc comment của em cơ để anh biết xem là em welcome đến mức độ nào. Thì tất nhiên là một con gái rất là cực kỳ là welcome, và đây là một trong những cái gọi là đức tính để làm sao mà em có thể kết nối rất là nhiều người thành công, rất là nhiều người giỏi thật sự luôn. Nên là mình cứ open đi, em sẽ kết nối được cực kỳ người xuất sắc luôn. là trước trước đây em cũng vậy đó, kiểu như là khi là trước đây là mình hay là người không có hay là không có open đâu, kiểu như là mình em chỉ nói chuyện với những người mà mình đủ tin tưởng và mình kiểu như mình cảm thấy thoải mái thì mình nói chuyện thôi, còn không có phải làm. Đương nhiên là mình nên 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 sao ta, mình chỉ nên chia sẻ cái gì nó gọi là tâm sự với những người mình tin tưởng thôi đúng không, nhưng mà cứ là em gọi là nó kiểu như là nó khép kín, nó khép kín thì kiểu như là mình cũng ít chia sẻ, có cái gì hay thì cũng chẳng chia sẻ, kiểu như là ta cũng không cần này đâu rồi này, này kia này, nhưng mà bản thân em gọi là một năm trước đó, nó rất là khác, nó rất là khác. Thì vậy nên em mới thấy là cuộc đời em mà kiểu như không không biết đến thế em quay á thì nó sẽ giống như là sao đó, nó giống như là không không có cái không có một cái bước ngoặt gì, giống như là con người mình nó có cái nội tại thôi nhưng mà nó không có phát ra bên ngoài đó. Bản thân em thì cái gọi là sao ta, cái cá tính thì nó vẫn như vậy, nhưng mà cái cách mình chia sẻ mình cho đi á, nó chưa có đó, nhưng mà em cảm thấy là bây giờ mình gọi là có thay đổi và kiểu như là sẵn lòng nghe. Với lại em là em nghe em nghe được thì em có thể lắng nghe được, nhưng mà kiểu em khá là ví dụ như là em bảo mệt buồn ngủ hay mấy thì cũng cũng từ từ đi đó, kiểu như em là hai người như vậy thì em rất là yêu thích cái sự thoải mái, thì ai mà chẳng thích thoải mái đúng không, nhưng mà em thấy là nếu công việc đấy mà có cái gì đấy nó bé lại một tí thoải mái thôi là kiểu như mình sẽ bị kéo xuống, kiểu của mình sẽ bị kéo xuống đấy, nên là em tập cái kỷ luật mà nó là về những cái đầu việc mình phải làm á thì em làm được, nhưng mà cái trong cái tính cách của mình á là mình khá là không có kỷ luật, nghĩa là cái tính cách của em nó không có ví dụ như là sao trong lúc mà nói chuyện như này đi đó, thì ví dụ như là em bảo sao mà ngủ thế mình sẽ khó đó mà thế là mình lấy lại cái năng lượng ấy đó, mình thấy lại đó là bản thân mình là mấy người thoải mái về cách thôi, còn công việc thì ví dụ như nó phải kỳ lo phải kỳ lo, chứ còn không muốn cũng gọi là không thích thì đúng là em có cái tính là không thích làm thì nghỉ đấy thật đấy, thì mình không có ngán gì hết đó, không biết làm việc này làm việc khác nhưng mà cái điều đó không tốt đấy, thì bạn em thì đang thay đổi nhưng mà em thấy bạn em mình tốt hơn trước khi biết em quay rất nhiều. Ok, rất tuyệt vời đấy. Nói chung là dần dần em sẽ tốt hơn thôi. À, người ta gọi là tốt hơn ngày trước 1% mà.
thì ba một năm thì bạn sẽ tốt lên 365% rồi đấy. Nên là đó là một trong những hành trình mà thể giúp em phát triển bản thân mình tốt hơn. Thì anh nghĩ thêm một xíu xíu nữa nhé, em có hay đi chạy bộ Có, em mê dạy bộ chứ. không? Ok, thì đồng hành chạy bộ đi. Nói chung là cũng không cần chưa đến mức gọi là mình chạy ấy đâu, mình chạy với cảm nhận bản thân mình thôi. Nhưng mà kiên trì hàng ngày ấy, thì em sẽ giúp cho em một cái gọi là gì, có thân thể, tức nghĩa là để làm sao mình có năng lượng ấy. Cái thân của mình nó mình khỏe đã, tâm trí của mình khỏe đã, rồi tất cả mọi hoạt động khác nó mới khỏe, đúng không? Thì giống như là hoạt động thì chiếm 20% và 80% còn lại dinh dưỡng ấy. Thì nó phải kết hợp cả hai, nên là điều đấy là tốt rồi. Nhưng mà trên hành trình chạy bộ ấy, em cảm nhận được cơ thể em rất là hay, thú vị luôn, hay cái thứ trải nghiệm nhé. Ok, Rồi kia có một thời gian là em phải dừng vì là không có điều kiện để chạy luôn không sao, nói chung á. là không cần phải lúc nào em chạy bộ đâu, Ừ. lúc nào em rảnh em chạy bộ cũng được. Còn bình thường em cũng tập luyện trong nhà cũng được mà, miễn làm sao cơ thể mình vận động ấy. Nhưng mà hướng tới mục tiêu là chạy bộ 42 cây nhá, sẽ mong muốn là được gặp em trong một cái giải chạy 42 cây. Em sẽ thấy một cái Rồi sự thì khác đó là biệt giữa con người luôn. cái mà em mong muốn làm được nhất luôn á. Ok, thế mình bắt tay để mình luyện tập nhá. Rồi Ok, anh sẽ hướng dẫn em thêm một xíu xíu về luyện dạ. tập về chạy 42 cây. Ok. Nhân đây thì em cũng mong muốn là tìm hiểu thêm những cái thông tin gì khác không, hay là học thêm một cái kỹ năng gì khác không? Giống như lúc nãy trong quá trình em chia sẻ thì anh có nêu ra một vài cái chủ đề tiếp theo ấy, nhưng mà em có quan tâm không? Thì nếu ví dụ em quan tâm thì anh em mình sẽ book định một lịch tiếp theo để làm sao mà mình chia sẻ thêm. Nói chung là tùy theo cái thời gian của em thôi, chứ anh thì vô tư, anh lúc nào cũng welcome để làm sao mà có thể giúp đỡ được một ai đấy. Đó là một trong những cái gọi là điều gieo hạt đấy, đó là thiền cà phê đấy. Đó là thiền cà phê, là gieo hạt. Đó thì em thấy là bạn mình chưa học được cái thiền á. Cái môn học đó chưa có làm được. Đấy, đó là một nó cực kỳ là quan trọng nhá, nó là cực kỳ quan trọng luôn. Tại sao mình giống như em bảo là tính cách của em ấy, nó hay lắm, thích thì em làm, không thích nghĩ à? Thì tức nghĩa là cái tính cách của mình là do bản thân mình, là cái bản trong cái tiềm thức của mình vẫn đang hoạt động theo cái bản năng thôi, nhưng bản năng của động vật ấy, chứ không phải là cấp độ con người. Anh không anh xin lỗi là anh không nói cụ sâu xa đâu, nhưng mà ý là cái cấp bản năng của mình ấy, là xử lý là gọi là phản xạ tự nhiên ấy, nên là nhiều khi mình không có tự chủ được. Nên là để làm sao mà mình có thể tự chủ được thì mình phải tập làm sao mình hướng vào bên trong, mình tìm hiểu xem, mình quan sát bản thân mình. À, mình phải hiểu bản thân mình nhiều hơn, tính cách này mình bây giờ mình thay đổi như thế nào, à bây giờ mình sẽ giúp bản thân mình có góc nhìn như thế nào, cần hành động như thế nào, nói như sao, hay mọi thứ làm sao, thì mình bắt đầu mình quay lại bản thân mình bắt đầu mình sửa lại bản thân mình nhiều hơn. Thì lúc ấy khi mà bởi vì bản thân mình không tách ra để mình nhìn với cái con người này, thì bản thân mình lúc nào là nhất cả, mình là nữ hoàng, mình là công chúa, mình là một cái điều gì đấy là trọng tâm của vũ trụ. Nhưng mà mình không tách ra, mình nhìn ở bên ngoài một cái góc nhìn mới ấy, thì giống như người khác đang nhìn em ấy, tách ra để làm sao mình nhìn ấy. À thì mới biết được rằng à mình đang có cái điều này, mình đang có điều kia này, mình đang có rất là nhiều điều khác nữa, nhưng mà bản thân mình không tách ra mình không có thể biết được. Nên là khi mình tập thiền thì mình sẽ hiểu được bản thân mình nhiều hơn, và khi em hiểu được bản thân mình hơn thì em sẽ hiểu được những người bạn của mình, những người đối tác của mình, những khách hàng của mình, những người xung quanh của bản thân của mình, nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì đó là một cái chủ đề tiếp theo, đúng không? Ok, chúng ta sẽ chốt kèo. Anh thì anh cũng rất là free, tự do thời gian, nên là cũng rất là sẵn sàng có thể chia sẻ em được. Thì thời gian nào em thấy là thời gian tốt nhất, chắc là một tuần thì mình gặp nhau một tuần một lần thôi, không cần nhiều đâu. Vì gần sau bởi vì là thì hiện tại gần sau em chưa có lịch. Đó, chưa có lịch thì khi nào có lịch em sẽ nhắn cho anh. Ok, thì em cứ book lịch đi. Nói chung là anh thì vô tư, em cứ báo trước cho anh cái để anh sắp xếp lịch của anh là ok được rồi. Trừ những cái ngày anh đi công tác hay là đi vi vu ấy, còn còn những ngày khác anh ở nhà. Anh làm việc tại Em nhà mà. sẽ nhắn trước. Sẽ Ok. nhắn trước cho anh. Rồi, ok, hôm nay là một cái buổi mà khá là trò chuyện khá lâu ấy, 11 rưỡi rồi. Lúc nãy buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống rồi nhỉ. Bình thường là em sao ta? Em vẫn gọi là hơn 1 giờ em mới đi ngủ. Nhưng mà thường mà nói chuyện á mà em nghe nhiều em sẽ buồn ngủ. Thì em thấy là cái đấy là đại đa số thôi. Nhưng mà em thấy là lúc muộn á thì thường em sẽ làm việc gì đó một mình thôi. Bởi vì là
Em không biết là đến khi sao cái trip của anh là nó sẽ thiên về như nào, nhưng mà giữa một ngày của em là đi ra ngoài mà thì bản thân mình phải tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng khác thì ít nhiều sẽ bị Dung gọi là bị hòa. rút năng lượng, rút năng lượng đó. Thì em đến lúc tối là em sẽ Hồi phục lại năng là lượng. chỉ ở một mình thôi, đó mình có thể làm cái gì đấy mà chỉ có mình thôi đó, thì nó sẽ bảo toàn năng lượng. Và cái lúc đó là lúc mà mình cảm thấy thoải mái, cả một ngày ấy, mình sẽ cảm thấy thoải mái nhất đấy. Hoặc là trừ khi mà nói về em quên thôi, chứ còn các vấn đề khác em sẽ rất là buồn ngủ và giống như mất điện luôn Ok. đấy. Ok. Rất tuyệt vời đấy. Rất là thú vị, một cô gái Lan Anh rất là thú vị. Lan Anh, anh có một cái nhỏ nhỏ xíu xíu này có thể là giúp anh được không? Ừ. Đó là trước khi mà em đi ngủ ấy thì em có thể là chia sẻ một điều gì đấy, tất nhiên em sẽ tóm tắt lại những cái gì em học hay là những cái cảm nhận của em với anh ấy. Em cũng bị ngại khi mà đăng lên trên Facebook không? Feedback đúng À, không? feedback lại giúp anh. Ok, Ok. Ok được đúng là không? em viết lên cái của em xong rồi cái em tắt Thì lên anh nào ừ em cứ gắn thiệt tên anh vào là được. đúng Nói không? chung là em cứ ghi cảm nhận và những cái gì em học được hay những cái gì đấy em cảm nhận được từ anh là ok em như chia sẻ bình thường. Ok. Đó. Cái này em biết là gì không? Cái này rất là quan trọng nhá. Đây là một trong những cái dẫn chứng anh có thể đưa ra dẫn chứng cho em luôn. Và những cái gì anh chia sẻ là anh có thể là lấy ví dụ và thực tế luôn cho em để em sau em hiểu ấy. Giống đây này, giống như lúc nãy là em vừa bảo là nó cần giống là lúc bảo là gì, khi mà em có một viết một cái bài gì đấy hay là chia sẻ cái điều gì đấy, chia sẻ video ấy, nó cần cái gì? Hook, story, offer và gì? Hook, story, offer để viết một bài ấy. Đầu tiên mở bài này, thân bài, kết bài này. Không, đầu tiên là hook là một cái giá, một cái tiêu đề, hai là kể câu chuyện, thứ ba là cái offer là giá trị thêm, thứ tư nó là gì, nó rất là quan trọng. Ừ. Mà đó là call to action, kêu gọi sự hành động. Tức là giống như em bán hàng vậy, thì để kết thúc một cái cuộc bán hàng thì em cũng phải là kêu gọi hành động người ta mua hàng chứ. Nếu em không kêu gọi người ta mua hàng thì em chia sẻ mãi cuối cùng là em chia sẻ xong thì người ta có mua đâu, đúng không? Thì đầu tiên ông phải có cái lời kêu gọi để làm sao mà họ có thể mua hàng. Nếu mà không ông mua thì có thể đặt hôm sau, đúng không? Đó là một cái bài, đó là cái bài mà anh có thể chia sẻ cho em luôn đấy. Hook, story và offer và call to action đấy, là kêu gọi hành động đấy, đó chốt deal ấy, gọi là chốt deal cuối cùng ấy. Thú vị không? Chia sẻ hoặc là tư vấn chán chê mà không có cái chốt thì không ai được giá trị hết. Đấy, ngày hôm nay học được cái keyword hay không? Áp dụng thực tế không? Ừ, ok. Là nó thực tế hơn hơn là nếu chỉ mình chỉ đọc Chính xác, đúng rồi. nhưng mà với lại mình phải nhắc đi nhắc lại, mình phải trao đổi về cái điều đó. Yes. Đó là cái sự Chia sẻ linh hoạt, đó là cái sự linh hoạt mà mình vận dụng ấy, trong quá trình mình học rồi nhưng mà mình cũng phải làm sao mà mình kết hợp được đấy. Và đó là cái điều mà anh cũng chia sẻ em để làm sao mà em có thể có một cái góc nhìn gọi là góc nhìn tách ra để mình nhìn ra để mình làm sao mà mình hiểu được các bước mà cũng giống như em có thể tưởng tượng lại trong cái quá trình mà anh nói chuyện với em thì nó sẽ đi từng bước như nào ấy. Thì sau này thì khi mà tầm mà em đã viết được rất là nhiều thứ rồi ấy, thì bắt đầu em có thể tách bóc tách ra là à bước một anh hiểu làm gì, bước hai anh hiểu làm gì, bước ba anh hiểu làm gì, bước bốn anh hiểu cuối cùng kết bài là gì đấy, thì nó sẽ rất là thú vị đấy. Thì em sẽ học được mọi thứ, em sẽ điều chỉnh lại cho bản thân mình nhiều hơn đấy. Đó là cái góc độ mà anh cũng mong muốn là chia sẻ thực tế. Nói chung là nó là thực tế chứ không phải là mình là học từ sách vở. Nói chung cái đó là cái học từ sách vở chứ, nhưng mà nó là phải áp dụng thực tế như ban như vừa rồi thì ok. Thú vị không? Thú vị nhỉ? cái việc mà mình gọi là sao là mình cảm được cái nguồn năng lượng nó tiệm cận với mình ấy, Yes. nó cái đấy nó quan trọng. Ví dụ như bạn thực ra cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân đó, cái đó nói chung là nếu như mà em được nghe chia sẻ ngoài thì nó rất tốt,
Nhưng mà nếu em không có chia sẻ anh thì nếu mà nó cũng cứ ở đâu đó, gọi là cứ học này học kia đó, hoặc là học trên YouTube này nọ kia à, mình cũng không có gọi là phát sinh cái gọi là cái nhu Action. cầu gọi là cái lỗi, cái bề nổi nó không lên bề nổi Đúng rồi. đó. Nhưng mà giống như là cái năng lượng em á, là sẵn sàng để nghe, sẵn sàng để học thêm cái gì đó. Yes, Có thể là cái đấy mình cũng gọi là mình cũng biết biết hoặc là, nhưng mà trong trong đầu em nghĩ là mình cần thêm cái gì đấy, nó cái điều đó mình cần thêm, thì em mới mới lại sẵn sàng ok anh có gì chia sẻ em nghe với đó, thì nó sẽ khác với người lại nghĩ là cái đấy học 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 trên trên YouTube đây. YouTube được đấy, đấy kiểu như vậy. Như là tôi là mỗi ngày mình có thể là tương tác với một cái mối quan hệ chất lượng khác mới thì đã tốt hơn rất nhiều. Mình kiểu mình rèn luyện cái não của mình với là cái cách mình giao tiếp Khiêm tốn hơn, be humble, đấy, vâng. khiêm tốn hơn. Đó là cái gì của em. Yes, ok. Đó là một tư duy rất tuyệt vời đấy. Anh nghĩ em rất là thành công trong Amway luôn. Nói chung là rất là thành công trong tất cả lĩnh vực em tham gia luôn. Cứ kiên trì đi, cố gắng là nó sẽ tích lũy ấy. Tích lũy xong rồi dần dần nó sẽ có cái sự gọi là cái sự cảm nhận đồng điệu luôn, nó thú vị lắm. Nên là cứ dần dần. Và có gì thì bởi vì là nếu mà xét ra thì anh với em chỉ là quen biết nhau trong gọi là trên mạng thôi, nhưng mà nhiều khi ấy, thì là nó hay lắm. Có một thứ rất là vui vui vẻ là bởi vì mình có cùng tần sóng với nhau ấy. Nên là nhiều khi có thể là trong những cái câu chuyện hay bất cứ một cái gì thì anh em vẫn chia sẻ bình thường. Anh vẫn xem em là một người rất là tuyệt vời, một người đối tác, gọi là một người đối tác gọi là gì? Đối tác thần thái của anh chẳng hạn. Như kiểu như năng lượng nó chạm chạm năng lượng như thế đó. Ok vậy Ok. trễ bình thường mấy giờ anh ngủ? Anh thì hôm nay anh còn có, nói chung anh vẫn làm việc, nói chung là bây giờ anh vẫn làm việc đến 1 2 giờ sáng, thậm chí 2 giờ sáng anh ngủ. Nhưng mà bình thường bây giờ anh đang mong muốn là đi ngủ sớm hơn một xíu, 12 giờ đi ngủ để mai giờ sáng 5 giờ anh dậy hoặc là 6 giờ. Ok, thì anh vẫn chốt deal là vẫn đã đợi chờ cái bản tin của em, feedback của em, và sau khi feedback xong, thì anh sẽ có một cái quà tặng cho em. Vâng. Sẽ làm cái điều này sớm nhất có thể. Ok, rồi thế Rồi, nhá, ok. nghỉ ngơi sớm đi Nhưng rồi mà em đợi tin em. cảm ơn anh rất là nhiều. Ok. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ cho em những cái gọi là những kiến thức, những trải nghiệm của anh. Yes, ok. Rồi, Có cần phải bye. chụp ảnh không? Có cần phải chụp ảnh các kiểu không? Không cần chụp ảnh đâu. Thế à? Ờ, chỉ ghi không Rồi. thôi. Phải có hình ảnh thì nó vẽ thôi, được rồi, không cần đâu. Tùy em thôi, nhé. Ok. Ok, bye bye. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye anh.